Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh
con hồng ân chan chứa, châu rồi cho đáng hồi thanh tường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiên tha, tình thương mến áp của con ngày đêm, dần thân xa hồn tràn lan thơm thiên. Lời Chúa, hôm nay chúng con khởi đầu tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ. Xin cho mỗi người chúng con không chỉ biết thể đến với Đức Mẹ qua những lời cầu xin, và còn biết bày tỏ lòng yêu đến Đức Mẹ qua việc tôn vinh Đức Mẹ trong cuộc nước tiểu này, trong buổi siêng năm lần cuối vân côn, và dâng lên chính Đức Mẹ là tâm hồn, hoa lòng và Đức Mẹ yêu mến nhất. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nhờ lời truyền cầu của Đức Tin Nữ Maria. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thiên tươi thắm, đức trung kiên, đức mến vô biên.
trời muôn sắc, những thế kỷ hoang ca mừng mẹ thiên tinh. Một trời hoa, một trời hoa, một trời hoa hương thơm man man, tỏa khắp muôn phương kinh mừng mẹ nữ vương nhân hiền. Thank you.
tiễn hương hoa lên nhà mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thuyền nan giữa trần gian, sóng gió đời biết trôi về. Thương con nhiều, thương ngoài mẹ nghe.
Lạy Cha chúng con ở trên trời. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ và một mẫu gương trong đời sống đức tin, một mẫu gương về sự khiêm nhường. Xin cho chúng con luôn biết thể hiện lòng yêu mến đức mẹ, tin kính Chúa bằng những công việc cụ thể, không chỉ qua cuộc nước tiểu, không chỉ bằng việc dân hoa, mà cho chúng con luôn biết dâng lên đức mẹ chính cuộc đời của chúng con là những đóa hoa lòng tươi xinh. Xin đặng cầu thay dừng giúp cho mỗi người chúng con, cho mỗi gia đình của chúng con luôn được sống trong bình an và an sủng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.